Lại nữa, Xá Lợi Tử, các pháp là vô nguyện cũng không tan mất. Vì sao? Vì nếu pháp là vô nguyện thì không có tánh chấm dứt. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, pháp nào là vô nguyện cũng không tan mất? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, sắc là vô nguyện cũng không tan mất, thọ tưởng hành thức là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, nhãn xứ là vô nguyện cũng không tan mất, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, sắc xứ là vô nguyện cũng không tan mất, thanh hương vị xúc pháp xứ là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, nhãn giới là vô nguyện cũng không tan mất, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, nhĩ giới là vô nguyện cũng không tan mất, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, tỷ giới là vô nguyện cũng không tan mất, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thiệt giới là vô nguyện cũng không tan mất, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thân giới là vô nguyện cũng không tan mất, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, ý giới là vô nguyện cũng không tan mất, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, địa giới là vô nguyện cũng không tan mất, thủy hỏa phong không thức giới là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thánh đế khổ là vô nguyện cũng không tan mất, thánh đế tập diệt đạo là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, vô minh là vô nguyện cũng không tan mất, hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ yêu não là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, cái không nội là vô nguyện cũng không tan mất, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không biên giới, cái không tản mạn, cái không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không tánh, cái không tự tánh, cái không tánh tự tánh là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bố thí ba la mật đa là vô nguyện cũng không tan mất, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bốn tịnh lự là vô nguyện cũng không tan mất, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, tám giải thoát là vô nguyện cũng không tan mất, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bốn niệm trụ là vô nguyện cũng không tan mất, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, pháp môn giải thoát không là vô nguyện cũng không tan mất, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, năm loại mắt là vô nguyện cũng không tan mất, sáu phép thần thông là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, mười lực của Phật là vô nguyện cũng không tan mất, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, trí nhất thiết là vô nguyện cũng không tan mất, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, pháp không quên mất là vô nguyện cũng không tan mất, tánh luôn luôn xả là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, tất cả pháp môn Đà La Ni là vô nguyện cũng không tan mất, tất cả pháp môn Tam Ma Địa là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bậc cực hỷ là vô nguyện cũng không tan mất, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nang thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bậc phàm phu là vô nguyện cũng không tan mất, bậc trùng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thanh văn thừa là vô nguyện cũng không tan mất, độc giác thừa, đại thừa là vô nguyện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các pháp là thiện cũng không tan mất. Vì sao? Vì nếu pháp là thiện thì không có tánh chấm dứt. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện,
Pháp nào là thiện cũng không tan mất. Thiện hiện đáp: Xá Lợi Tử, sắc là thiện cũng không tan mất, thọ tưởng hành thức là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, nhãn xứ là thiện cũng không tan mất, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, sắc xứ là thiện cũng không tan mất, thanh hương vị xúc pháp xứ là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, nhãn giới là thiện cũng không tan mất, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, nhĩ giới là thiện cũng không tan mất, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, tỷ giới là thiện cũng không tan mất, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thiệt giới là thiện cũng không tan mất, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thân giới là thiện cũng không tan mất, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, ý giới là thiện cũng không tan mất, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, địa giới là thiện cũng không tan mất, thủy hỏa phong không thức giới là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thánh đế khổ là thiện cũng không tan mất, thánh đế tập diệt đạo là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, vô minh là thiện cũng không tan mất, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, cái không nội là thiện cũng không tan mất, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn hoạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bố thí ba la mật đa là thiện cũng không tan mất, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bốn tịnh lự là thiện cũng không tan mất, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, tám giải thoát là thiện cũng không tan mất, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bốn niệm trụ là thiện cũng không tan mất, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, pháp môn giải thoát không là thiện cũng không tan mất, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, năm loại mắt là thiện cũng không tan mất, sáu phép thần thông là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, mười lực của Phật là thiện cũng không tan mất, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, trí nhất thiết là thiện cũng không tan mất, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, pháp không quên mất là thiện cũng không tan mất, tánh luôn luôn xả là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, tất cả pháp môn Đà La Ni là thiện cũng không tan mất, tất cả pháp môn Tam Ma Địa là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bậc cực hỷ là thiện cũng không tan mất, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bậc phàm phu là thiện cũng không tan mất, bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc sĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thanh văn thừa là thiện cũng không tan mất, độc giác thừa, đại thừa là thiện cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là các pháp cũng vậy đều không có tự tánh. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các pháp là vô tội cũng không tan mất. Vì sao? Vì nếu pháp là vô tội thì không có tánh chấm dứt. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, pháp nào là vô tội cũng không tan mất? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, sắc là vô tội cũng không tan mất, thọ tưởng hành thức là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, nhãn xứ là vô tội cũng không tan mất, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là vô tội cũng không tan mất.
Xá Lợi Tử, sắc xứ là vô tội cũng không tan mất, thanh hương vị xúc pháp xứ là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, nhãn giới là vô tội cũng không tan mất, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, nhĩ giới là vô tội cũng không tan mất, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, tỷ giới là vô tội cũng không tan mất, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thiệt giới là vô tội cũng không tan mất, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thân giới là vô tội cũng không tan mất, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, ý giới là vô tội cũng không tan mất, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, địa giới là vô tội cũng không tan mất, thủy hỏa phong không thức giới là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thánh đế khổ là vô tội cũng không tan mất, thánh đế tập diệt đạo là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, vô minh là vô tội cũng không tan mất, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, cái không nội là vô tội cũng không tan mất, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bố thí ba la mật đa là vô tội cũng không tan mất, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịch lự, bát nhã ba la mật đa là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bốn tịnh lự là vô tội cũng không tan mất, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, tám giải thoát là vô tội cũng không tan mất, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bốn niệm trụ là vô tội cũng không tan mất, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, pháp môn giải thoát không là vô tội cũng không tan mất, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, năm loại mắt là vô tội cũng không tan mất, sáu phép thần thông là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, mười lực của Phật là vô tội cũng không tan mất, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, trí nhất thiết là vô tội cũng không tan mất, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, pháp không quên mất là vô tội cũng không tan mất, tánh luôn luôn xả là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, tất cả pháp môn Đà La Ni là vô tội cũng không tan mất, tất cả pháp môn Tam Ma Địa là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bậc cực hỷ là vô tội cũng không tan mất, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệp tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bậc phàm phu là vô tội cũng không tan mất, bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thanh văn thừa là vô tội cũng không tan mất, độc giác thừa, đại thừa là vô tội cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là các pháp cũng vậy đều không có tự tánh. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các pháp là vô lậu cũng không tan mất. Vì sao? Vì nếu pháp là vô lậu thì không có tánh chấm dứt. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, pháp nào là vô lậu cũng không tan mất? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, sắc là vô lậu cũng không tan mất, thọ tưởng hành thức là vô lậu cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, nhãn xứ là vô lậu cũng không tan mất, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là vô lậu cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, sắc xứ là vô lậu cũng không tan mất, thanh hương vị xúc pháp xứ là vô lậu cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, nhãn giới là vô lậu cũng không tan mất, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô lậu, cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhĩ giới là vô lậu, cũng không tan mất. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô lậu, cũng không tan mất. Xá lợi tử, tỷ giới là vô lậu, cũng không tan mất. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô lậu, cũng không tan mất. Xá lợi tử, thiệt giới là vô lậu, cũng không tan mất. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vô lậu, cũng không tan mất. Xá lợi tử, thân giới là vô lậu, cũng không tan mất. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô lậu, cũng không tan mất. Xá lợi tử, ý giới là vô lậu, cũng không tan mất. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô lậu, cũng không tan mất. Xá lợi tử, địa giới là vô lậu, cũng không tan mất. Thủy hỏa phong không thức giới là vô lậu, cũng không tan mất. Xá lợi tử, thánh đế khổ là vô lậu, cũng không tan mất. Thánh đế tập diệt đạo là vô lậu, cũng không tan mất. Xá lợi tử, vô minh là vô lậu, cũng không tan mất. Hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não là vô lậu, cũng không tan mất. Xá lợi tử, cái không nội là vô lậu, cũng không tan mất. Cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh là vô lậu, cũng không tan mất. Xá lợi tử, bố thí ba la mật đa là vô lậu, cũng không tan mất. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa là vô lậu, cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn tịnh lự là vô lậu, cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc là vô lậu, cũng không tan mất. Xá lợi tử, tám giải thoát là vô lậu, cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là vô lậu, cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn niệm trụ là vô lậu, cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là vô lậu, cũng không tan mất. Xá lợi tử, pháp môn giải thoát không là vô lậu, cũng không tan mất. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là vô lậu, cũng không tan mất. Xá lợi tử, năm loại mắt là vô lậu, cũng không tan mất. Sáu phép thần thông là vô lậu, cũng không tan mất. Xá lợi tử, mười lực của Phật là vô lậu, cũng không tan mất. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là vô lậu, cũng không tan mất. Xá lợi tử, trí nhất thiết là vô lậu, cũng không tan mất. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là vô lậu, cũng không tan mất. Xá lợi tử, pháp không quên mất là vô lậu, cũng không tan mất. Tánh luôn luôn xả là vô lậu, cũng không tan mất. Xá lợi tử, tất cả